Chào mọi người, em về mắm nêm rồi đây. Em về mắm nêm nha mấy chị. Mới về hàng. Các bác ơi, chào các bác, vất vả nha, vất vả hôm nay thăng trầm các chị. Trời ơi, nó giống như kiểu cô tắm ý mấy bà, nó giống như cô tắm ấy, là các bà giờ phải làm một cái công đoạn, đó là làm sao để cho cái giờ cô tắm Thảo Hiền. Cô tắm Thảo Hiền với bà. Trời ơi. Cô tắm Thảo Hiền lo cái đồ này, cô tắm Thảo Hiền muốn chết. Vậy đó. Hello cả nhà. Trời ơi, phải bịt cái này này mấy bà. Đó, giờ này các bà, nó là giờ của cô tắm Thảo Hiền. Trời ơi là trời. Các chị ơi, em cũng sắp may mắn với các chị rồi. Bây giờ nói mắm ơi là mắm ơi. Đó. Bây giờ là phải nói cái giá mắm cho các chị này. Nói cái giá mắm cho mấy chị đây này. Đó, nhà em có rất nhiều loại mắm. Trời ơi, rồi, xong, đăng. Để hai cái nắp xuống. Trời ơi, từng đây từng cá. Ôi giời, sổ sách ta nói là hàng hóa sổ sách. Rồi. Bây giờ cá nó sang đến nơi vất vả. Ồ, em chào anh Hoàng Nhất An, theo dõi em 785 mà. Dạ, em cảm ơn anh. Đó. Bây giờ ta không biết là cái này bên trong này là cái mắm gì, dán kín như thế này. Trời ơi, giờ tôi gọi là có cái máy soi nào không, soi ra xem là mắm gì. Em trời, cái đường nào mà lần với chị ơi. Bây giờ mở ra như này này, nhưng mà không biết là cái món gì. Đó, sang Mỹ là nhiều công đoạn nha mọi người. Cái gì cô Trang ơi, nick thật nick giả. Đây là mắm cá cơm. Cá cơm thu, rồi cá cơm thu, biết là cá cơm thu. Chết rồi, không có cái bút lông.
cá cơm thu. Ví dụ đây là cá cơm thu đúng không? Đấy, để một thùng, để thùng cá cơm thu. Đúng không? Mình phải biết là cái món gì các bạn hiểu không? Mấy cái túi này phải xếp lại. Ồ, con mới 24 tuổi à? Trời ơi. Những cái túi này phải xếp lại để làm gì biết đâu. Những cái túi này xếp lại để sau này ấy, bọc vào xong rồi dán ni lông lại cho đỡ tiết kiệm rồi. Ôi, tôi khổ lắm. Cá cơm thu. À, sau này bán cho khách ví dụ như hai gói là phải gì mọi người không, là mình cũng phải nhòm lại. Có cá dứa chị, cá dứa phải 10 ngày nữa mới sang hàng nha chị. Cháy cá dứa, cá dứa baby thì còn, còn cá dứa biển thì hết nha chị. Kiểu như đi châm chích ấy, cá cơm thu, trời ơi tôi khổ ghê nữa. Nào còn cá cơm thu thì bên này chắc cũng cá cơm thu rồi. Cá cơm thu rạch ra vậy đó. Đây là những cái đã chuẩn bị xì. Cái này là gì đây? Mắm dưa. Đó, mắm dưa. Phải ra cái hộp mắm dưa. Cá cơm thu mắm dưa. Nó giống nhau mọi người. Khi người ta đóng hàng cho em nó giống giống nhau. Đó, trông vậy thôi mà tiết kiệm nha mấy bà. Tiết kiệm cái bịch ni lông. À đúng rồi, tại sao mình không cho nó lại? Sao mình không cho nó lại vào đây mấy bạn? Tiết kiệm luôn, đúng không? Đúng, đúng, đúng. Mình phải dùng lại luôn, đâu vào đấy. Cái gì? Cái gì? Trời ơi, top top ơi. Các bé ghét chị, các bé cứ chửi chị đi, chị cảm ơn rồi, khổ ê mày đó. Cái gì xem Nguyễn Phở 79 là cái gì? Chỗ chị là có phở 99 thôi em ạ, không phở 79. Đó. Ship sang cho chị là vất vả nên các chị nào mua mắm nhà em ấy mua hai chai một lần dùm em nha. Đây là cái gì đó? Nhìn bên này mới được. Đấy, kinh nghiệm rồi, phải nhìn cái chữ nào bên nào, rạch bên đó. Mắm dưa, đó. Trời mẹ thật ơi, cái này gì đây? Sao chưa có khác nhau nhỉ? Thề luôn, có những cái phải cắt luôn ra mấy bà. Rồi mắm dưa. Mắm dưa. Ủa lắm, nhiều khi bốc nhầm. Đấy, biết ngay mà. Cái này là mắm cá cơm thu. Một cái là mắm dưa, một cái là mắm cá cơm thu. Đấy chưa? Suýt vỡ nợ. Tại vì mắm mắm dưa là 17 đồng một hũ. Mắm cá cơm thu cũng 17 đồng một hũ. Mình lau lại cho các bà. Mấy chị bên Mỹ dùm em, các chị thương em, các chị đừng bảo là Trang ơi, tại sao những shop khác người ta mua gửi label lậu và ship rẻ lắm. Em không có gửi label lậu được các chị. Không gửi label lậu được. Các chị biết sao không? Em mở lập công ty mà gửi label lậu em làm ăn lâu dài. Có mà em vỡ nợ à? Nhớ các chị nhá, không gửi label lậu được. Chị hộ em nhé. Label lậu đem ra biển em ở luôn đấy. Cá cơm thu vào đây. Label lậu đem ra biển em ở đấy nha mấy chị nhé. Không lậu được đâu. Trang đây đóng thuế đàng hoàng, công ty đàng hoàng. Các chị search cái số mà gieo tiền của em là Trang Khàn tại Mỹ LLC. Em đóng thuế đàng hoàng tử tế các chị ơi. Các chị xui, xui em mà lậu một cái ra biển em ở luôn đấy các chị. Chết em mới bùa đâu. Mắm dưa. Rồi, mắm dưa. Đó. Từng cái một. Hôm nay dọn đường kho mệt quá. Thùng xốp, thùng xiếc. 10 đồng, 17 đồng một hũ nha mấy chị. Đó, mắm dưa này. Đó, lồng lại. Các chị thấy nó vất vả không? Trông này thôi nhưng mà nó như kiểu là mình là cô tấm thảo hiền đấy bà.
Đấy, con ruồi con ong đây. Mắm dưa xếp vào đây. Thì mắm dưa xếp vào đây đã trước đây nha. Mấy bà mắm dưa vào đây. Nhiều khi cuộc sống nó vất vả mưu sinh các bạn, nó phải đơn giản đâu. Cái gì thành lập công ty ở đó không? Đúng rồi em bé, ở bên này họ làm kỹ lắm bé ơi, ở bên này rất kỹ nha các chị. Ở bên này á, lập công ty các thứ thuế má rất là kỹ lưỡng và tiền tiết họ kiểm soát rất là kỹ nha các bạn. Nhưng mà mình thấy rằng là như thế cũng rất là tốt mọi người, như thế rất là tốt, bởi vì là làm như thế thì họ sẽ kiểm soát được tiền bạc tài chính của đất nước họ rất ok. Trời ơi, bên này á, ví dụ như mình lập công ty là tất cả những cái vấn đề phí ship, tiền ra tiền vô nó phải đi từ account công ty, chứ không phải là mình giống như ở Việt Nam mình nó dễ hơn ở cái khoản quản lý đấy. Ở bên này họ quản lý chặt lắm, ở bên này họ quản lý chặt hơn nha các chị. Thuế má hướng mặt lắm nha, đùa không đùa được đâu, không đùa được nha. Nên mấy chị ở bên này này, em nói với chị rồi, em không phải là em bán buôn theo kiểu là một số chị người ta ở Việt Nam người ta sang, người ta gọi là bán ít, các chị hiểu không? Mấy chị bán ít ý, thì các chị mắm dưa này, rồi đây là mắm dưa. Mấy chị bán ít và bán gọi là lâu lâu mới bán một lần, có người bay sang hoặc về quê thăm gia đình xong sang thì họ nhập khoảng vài chục cân họ bán. Còn mình bán công ty là mình bán mỗi ngày ấy, đâm ra là mình không thể nào mà mình cứ tùm lum tà la được các chị ơi. Nên các chị thông cảm dùm em nha. Em không có, tại vì có nhiều đúng label lậu nha. 5 kg ship overnight mà làm label lậu có 7 đồng với 9 đồng. Còn bên nhà em là ship bưu điện bình thường là 15 đồng cho một đơn hàng tầm 8 pound, tức 4 kg đổ lại nha. Đó, nên là em phải nói thẳng với các chị là em không có làm label lậu. Tính em là phải rõ ràng mạch lạc. Ở Việt Nam em cũng gửi hàng bưu điện, em không có đi gửi mấy cái công ty mà trôi nổi rồi là chào mời này kia, không có. Tại vì mình bán hàng mình phải cẩn trọng, mình chỉ cẩn trọng cho mình làm ăn lâu dài và mình chụp giật một ngày hai đâu, mà mình bán ngày một ngày hai. Cho nên là em sẽ nói rõ với quan điểm của các chị luôn là các chị mua là em, các chị cứ ra bưu điện ấy, các chị cứ ra USPS hoặc các chị ra UPS. Các đấy, nhân viên biết là ngáo rồi này. Ship mà để hai cái hộp quay đầu ngược xuôi là biết này. Nên là toang này. Đó, nên là khi các chị ấy, mà các chị cứ đi ra bưu điện các chị mua giùm em. Các chị đầy mắm dưa. Các chị cứ đi ra bưu điện các chị mua giùm em, rồi các chị sẽ biết là cái phí ship nó bao nhiêu. Thì mình sẽ là thoải mái với nhau. Chứ các chị cứ bảo là thôi tính chị phí ship 5 đồng không có được chị. Các chị cứ search em ở tiểu bang Tennessee, Knoxville. Đó, để các chị biết các chị search địa lý nhà em ra nhà các chị. Để mà chúng ta thoải mái với nhau các chị hiểu không? Đó, em làm ăn cái gì cũng phải rất là rõ ràng mạch lạc để chúng ta hiểu nhau hơn. Chứ còn sáng nay có chị cứ gọi điện, không Trang ơi, chị đi ra bưu điện chị ship cái kia cho bạn chị có 7 đồng với 9 đồng, dạ đấy là chị ship cái thư. Em hỏi chị ship thì chị ship cái thư. Ship cái thư nó phải khác với ship cái ấy chứ các chị. Ship cái thư thì nó phải khác với ship cái thùng hàng. Các chị cứ ra bưu điện ấy, họ bao giờ bưu điện họ cũng có cái gọi là gì, 4 cái cữ hộp. Các chị cứ ra đấy mà xem. Đó, đây là mắm dưa, nó có 4 cái cữ hộp đấy. Nó có 4 cái cữ hộp, đâm ra các chị cứ ra đấy. Các chị mà mua xem là cái cữ hộp đấy ấy, thì là khi các chị mua cái cữ hộp đấy ấy, thì họ sẽ tính các chị ship giá ship bao nhiêu tiền. Bởi vì cái đấy là nó công khai ở trên cái hệ thống ship hàng của họ mà, chứ có phải là em nói đâu các chị. Đó, em làm ăn là các chị biết rồi đấy, tính cách em là rất là mạch lạc đấy, nên các chị mua hàng các chị ủng hộ em rất cảm ơn nha. Nhưng mà mình cũng phải là phải rõ ràng với nhau. Vì đấy, nó sang đây này nó bị chảy một tí nước này, em phải lau chùi sạch sẽ lại. Đó, cái gì, trời ơi không em. Tại vì nếu như mà em đi label lậu mà đơn hàng của em bị bắt thì việc đầu tiên là nó sẽ ảnh hưởng
đầu tiên là mình mất hàng, cái thứ hai mình sẽ bị phạt, cái thứ ba là cái account công ty mình coi như đóng cửa. Mình làm ăn là tại vì mình, chị đã xác định làm ăn lâu dài nên chị sẽ không bao giờ chị mạo hiểm bất kỳ một điều gì. Mình đỡ được cho khách vài đồng ship, nhưng mà cái người chịu thiệt là mình, còn chưa kể đến chuyện là nó liên quan đến công ty mình, thuế má của mình nữa. Đó. Ừ chị Giang Đạo ơi, chị mua, chị ở Nashville gần em gửi thứ hai thứ ba chị nhận chị. Chị nhắn tin chị tìm em bún đậu cô khàn nhé chị. Chị sang bún đậu cô khàn, còn chị tìm em ở trên kênh của em đi. Có số phone nhé. Em không có đọc số phone trên này được, chị nhìn ở cái đầu trang ấy, em có ghi số phone là vừa số vừa chữ đấy. Nhà em có mắm nêm gì cẩm này, có mắm dưa gì cẩm này chị. Đây là gì đây, mắm cá cơm thu. Mắm đấy, thấy chưa? Nó để một cái mắm cá cơm thu, nó để một cái mắm nêm gì cẩm ở đây này. Đấy, mấy cái đứa nó đóng hàng cho em, nó khổ sợ chúng mày giết tao đi. Sao chúng mày không giết tao đi trời. Mắm cá cơm thu, mắm dưa. Đó, em chỉ sang được 50 hộp mắm dưa cà nhé. Đây mắm dưa cà này. Trời ơi, đây là cà. Đây mắm dưa cà, mắm cà, mắm cà, mắm cà. Ú là trời. Ú mắm cá cơm này các chị, mắm cá cơm. Ú là trời. Chắc các chị mà lẩy la nhé. Mắm cá cơm thu một hộp này 16 đồng. Đó, mắm dưa cà là 17 đồng nhé các chị. Mắm dưa cà 17 đồng nhé các chị nha. Đó. Các chị mua hàng nhà em là các chị sẽ biết tính em, hiểu tính em. Em là con người rất trung thực. Ship là em ship bưu điện, em không có ship tùm lum tà la. Bởi vì là mình làm ăn là mình phải rõ ràng mạch lạc các chị ơi. Sang bên này á, ví dụ ở Việt Nam mình còn quen biết, mình còn gọi điện mình nhờ. Chứ bên này mình nhờ ai? Đấy giống như hôm trước đấy các chị. Chỉ vì cái tài khoản account cá nhân của em nhận quá nhiều tiền là lốc em luôn, không cho em dùng luôn, chứ phải là mình có tiền mình dùng ngân hàng đâu các chị. Có nghĩa cái tài khoản của em, lúc mà tài khoản công ty của em là còn 3 ngày nữa nó sẽ open đấy, nó sẽ mở, thì là đã gieo tiền vào được rồi. Nhưng mà khi mà cái lượng tiền của em nó vào nhiều, xong là em có một số người trả nợ cho em nữa chị, thế là thôi toang luôn. Đó. Tiết kiệm sang bên này em nói thật chị, các chị nha, cái supply là những cái đồ này, những cái này á, nó mắc luôn nha mấy chị nha. Trông vậy thôi mà mấy cái này rất là mắc, nó không rẻ nha mấy chị. Mấy cái này trông vậy nha mà nó không có rẻ. Mua mấy cái đồ này bên này nó không rẻ nha mấy chị. Mấy cái đồ supply này này, nên là các chị thương em, thông cảm cho em nha. Đó, trông vậy thôi nhưng mà mấy cái đồ này nha. Đó, trông nó như thế này thôi nha. Nhưng mà mấy cái giấy nổ này bên này nó rất là mắc, đồ supply bên này rất là mắc. Nên các chị thương em, thông cảm cho em đi. Em ship hàng cho chị, em bọc hàng cẩn thận tử tế lắm. Đó, đây là mắm cá thu. Rồi, để vào đây. Đó. Khách nhắn tin ship về Cali được không? Dạ có chị ơi. Gửi menu. Ngày nào cũng vậy đó mấy chị. Ngày nào khách hàng nhắn tin vậy là em cũng nhắn tin trả lời khách. Nhiều khi mình cũng vui các chị. Buôn bán mình cũng vui chứ. Khách hàng thương mình mua hàng quá trời luôn. Thương quá trời thương luôn. Đó. Gửi cho khách vậy đó. Cảm giác nguồn tiền nó đều phải. Dạ đúng rồi chị, em bé. Tất cả các nguồn tiền ở bên này mà muốn vào account của mình nó không hề đơn giản. Nó... em nghe ạ. Chị ơi. Dạ. Chị gửi cho em chưa có đúng đề là một ký khô cá dứa. Thì bây giờ em nhắn cho chị đi. Em lấy cái gì em nhắn lại cho chị. Ờ. Có gì em nhắn lại chị. Thế tối em nhắn được không? Tại vì chị đang mắc dở tay, chị đang mở mắm cá. Em về tối về nhắn chị đi. Ok chị đi, chị tối đi. Ok, tại vì chị cũng đang khui mắm mà, chị đang tay chị khui mắm. Ok. Dạ. Ok, bye chị. Bye bye em. À, chị ra ơi, chị gọi điện em đi chứ em đâu có gọi điện chị được. Chị em là 614-642-2727. Chị nhắn tin dùm em đang làm, em không có gửi menu cho chị được. 614-642-2727. Bên này trên top mà đọc số điện thoại là nó bị flop với chị.
Nên là có sáng nay có chị cứ bảo là Trang lấy em kêu ông xã em đi ra bưu điện đi hỏi giá ship cho chị rẻ hơn. Thì bảo là chị ơi, em đã bảo là bán online từ Việt Nam sang Mỹ rồi. Em bán từ Việt Nam sang Mỹ, trước khi em sang Mỹ là em đã biết em cần làm gì, em sẽ bán cái gì tại Mỹ rồi. Cho nên là cái chuyện mà em kiểm soát những cái chuyện là kiểm tra cái việc là ship ở đâu rồi pick up đồ như thế nào hay là như thế nào em đã làm hết rồi các chị ơi, chứ không phải em không làm đâu. Nên em mới nói các chị là em làm hết, nên là các chị cứ yên tâm cùng em. Chồng em không có biết gì về kinh doanh online đâu. Chào chị Martin, chồng em không biết gì về kinh doanh online. Chứ không phải là chồng em ở Mỹ mà là chồng em đã biết bằng em đâu. Em nói thật các chị, một cái con buôn như em ý mà lại còn quen biết nhiều bạn bè bên này bán online, nên là em dành lắm các chị. Đó, mắm cá cơm. Trời ơi, thơm quá các chị à. Nó chảy ra một tí thơm. Tối hôm qua nhà em ăn đó các chị. Hôm qua em làm mắm, trời ơi, tao nói thịt luộc. Thịt luộc chấm mắm tôm nó ngon. Nó ngon 100 điểm. Thì thịt lợn luộc mà chấm cái mắm đen này này các chị, nó phải ngon gấp 150 lần. Cái này nói thật nhá. Con cứ nhìn thì để cái này để cho nó đỡ mùi mắm tôm, mùi mắm. Chào chị Ly Cao, em chào chị. Mắm tép rồi quên mắm cà dưa này rồi mắm nêm các thứ này em sang rồi nha mấy chị nha. Tại vì các chị mua các chị nhắn em sớm đi. Tại vì là em ship hàng cho các chị. Trời ơi đây này, trông vậy thôi mà tiết kiệm từng cái supply này một chứ không đùa đâu. Các chị không biết đâu, sang bên này nó đắt đỏ lắm. Cái này em đang tính đường biển mà để có chị nào biết cái số điện thoại mà gửi hàng đường biển từ Việt Nam đến tiểu bang Tennessee của em không? Thì cho em xin với để em gửi đường công á. Em gửi container những cái supply sang, gọi là mấy cái đồ như băng keo nè, như băng keo nè, những cái đồ như băng keo rồi thùng rồi hộp rồi gọi là những cái giấy nổ này, những cái giấy giữ lạnh, những cái giữ lạnh này em sẽ gửi từ Việt Nam bằng đường container sang đây cho nó rẻ. Hôm trước thì em kiểm tra rồi nhưng mà lúc đấy em không nghĩ rằng là nó cần nhiều đến mức độ vậy, nhưng mà bây giờ thì em thấy rằng là nên chuyển đường công sang đó cho nó rành. Đó, đây là gì đây, mắm dưa đấy, cá cơm thu đấy. Đó. Đấy, khổ cái lúc đóng hàng người ta không đóng luôn một cái là cá cơm với cá cơm, mắm dưa với mắm dưa. Hôm nay em bán ấy chị, các mắm nêm. Mắm nêm này, mắm dưa này, mắm nêm chị. Đó, mắm dưa. Mắm dưa là có cà với có dưa nữa chị. Đó. Mắm dưa gì cần ở Đà Nẵng là nổi tiếng lắm. Băng, trời ơi Hành Bin ơi, băng keo mu Costco cho nó rẻ, chị hứa với em luôn sao mà rẻ. Em biết em biết là chị lại còn không biết ra Home Depot với cả Costco em. 16 17 đồng một thú nha chị Ly Cao, mua nhắn tin em. Không cần dạy chị những chỗ nào bán rẻ ở Mỹ đâu, chị nói thật. Chị dành lắm rồi. Một cuộn thứ nhất là băng keo ở Costco hay Home Depot nó đều không dính bằng băng keo Việt Nam. Cái thứ hai là cuộn băng keo của nó mỏng, có cỡ này này em, có cỡ này này. Còn cuộn băng keo Việt Nam là cỡ này này em. Em ơi đi buôn ý, người ta phải tính từng mm, từng gọi là cm băng keo một. Chứ không phải là đi buôn ý, em không dán một cái thùng mà em dán băng keo em phải dán chặt. Đó, chứ không phải chẳng có đứa nào con buôn ở bên Mỹ này đi buôn mà lại mua băng keo ở Costco cả. Đã xác định buôn lâu dài như chị buôn từ giờ đến cuối đời thì bắt buộc là em phải sử dụng ấy rồi. Em mắm dưa này em sẽ phải sử dụng mà gọi gì, em phải sử dụng mua băng keo gửi container rồi. Trời ơi chị con buôn mà em yêu, chị con buôn mắm dưa ôi cái khổ lắm đó. Những con buôn thế hệ mới các chị hiểu không, những con buôn thế hệ mới
Chị có bán bánh đa, cá cơm thu này. Đó. Trời ơi. Cổ tóc tóc mà hay đợi em qua Mỹ mua. Trời, chị em bán bên Mỹ mà chị Milly cao, em bán bên Mỹ chị ơi. Chị đang tưởng em bán ở đâu vậy? Chị đang tưởng em bán ở đâu? Bên Mỹ mà. Trời ơi, cái gì em về Mỹ về rồi hả? À, chị em lại chị. À không phải gội đầu đâu, gội đầu hôm kia. Gội đầu hôm kia hôm qua, nhưng mà gội đầu hôm qua nhưng mà sợ nó dơ, bà hiểu không? Mắm mít cái thứ. À tôi đã hiểu vì sao mà tóp tóp ở mít kia của tôi nó bị bờ lốc rồi, tôi cầm cái kéo tôi cắt mấy bà. Tôi cầm cái kéo tôi cắt nên tôi bị bờ lốc cái lít kia. Tôi khổ ghê. Đó, rồi tôi đưa tay xuống, tôi dập xuống đây, cầm con dao nhọn nhọn, thế là nó đình chỉ ở cấm tôi like. Nó mới bà ơi, tôi khổ lắm. Nghe chị ơi. Hello. Nghe chị ơi. Ừ, cái chị hỏi là cái khô cá dưới biển là cái nó khác với đây bấy đi, đấy bây là loại con đó hả? Đúng rồi, khô cá dưới biển nó dày hơn chị. À vậy lấy chị đặt hai ký cá dứa biển baby với lại hai ký cá sặc bướm được không? À, được chị nhắn cho em đi, chị nhắn tin dùm em. Bây giờ nhắn nhờ cái số điện thoại này. Vâng, luôn ha. Chị nhắn dùm em địa chỉ luôn ha. Vâng, nhắn dùm em địa chỉ số điện thoại xong xíu em sẽ nhắn lại chị tiền, vì em đang khui cái mắm nêm. Chị ăn cắm mắm nêm không? Nhà em mắm nêm gì cần ngon lắm. À, mắm nêm thì ở nhà chị chưa có kêu, nhưng mà ở nhà có người thích ăn khô. Cái gì đó rồi em nhắn cho chị luôn là tiền tổng cộng với là tiền, có tiền ship tiền kia không? Có chứ, chị ở Cửa Bang mà, ở bên gần khu Phước Lộc Thọ đó. À chị gần Cali dạ. Rồi chị nhắn cho em tí nữa em khui cá sợ rồi, khui mắm xong em nhắn lại chị. Có gì nhắn cho chị tổng cộng thì chị gieo ha. Dạ vâng, dạ rồi, ok dạ. Thank you. Tôi like ở cái top top này, tự dưng mấy má report tôi chưa kịp làm gì luôn, tôi mới like được có mấy giây, cái má report hai cái giới hạn. Tôi dò mấy giới hạn gì nào. Phiên like bị giới hạn trong 10 phút. Phiên like của bạn không đủ điều kiện để được đề xuất và sẽ bị hạn chế ở kết quả tìm kiếm trong 10 phút, do bạn có thể đang quảng bá cho thương hiệu sản phẩm hoặc dịch vụ. Khai báo nội dung. Úi giời. Trời thần ơi, tắt đi má, like lại má. TikTok như cái lầu nữa. Đúng với bà. Con đi TikTok nó đủ má, nó hãm lồn ghê với mấy bà. À chị hộp mà dưỡng môi thì chắc thứ tư có hàng.
Chị nhắn đi rồi thứ năm em gửi. Khổ lắm mấy bà. Nó bảo tôi là quảng cáo cho một thương hiệu. Khiếp sợ thật, tôi có làm gì quảng cáo cho một thương hiệu mấy mẹ. Cái gì làm mới, cái gì hai đứa hình dạng giống nhau. Eo cái top top mệt mỏi vô cùng luôn. Thật sự các bà, like cái top top mệt mỏi mẹ. Đấy không có chú hỏi mình không dám like. Mình like. Bà Ly Cao bà nhắn tin nha bà. Này mắm cà này, mắm cà nha. Đấy. Mùi mắm mà con ong mày chui vào đây làm gì? Hàng hóa tôi sang vào đây đây. Mắm cà, mắm dưa. Mắm cà, mắm dưa các bạn hiểu không? Các bà nhớ follow cái top top nhà tôi chính. Cái kênh chính tôi sẽ dùng là Trang Khàn Mắm Tôm. Chứ mấy cái nick này tôi không có xài mấy. Tôi dùng cái nick Trang Khàn Mắm Tôm. Cái gì mà Ly Cao tóm lại nó mua cái gì đây Rồi chai mắm nêm nhà tôi đây rồi. Chai mắm nêm. Thêm hai cái nữa vào đây. Nào cộng, cộng sổ má ơi. Mẹ hạn chế độ tuổi vãi cả. Cộng 2. Đó. Chào Giao Huy, chào Dương Huy. Rồi. Đây là mắm cà. Mắm cà đó. Hôm nào tôi ship cho mấy bà. Khổ lắm. Rồi rồi rồi, mắm cà. Đó, mắm cà và mắm dưa khác nhau nha. Mắm cà là mắm nêm cà pháo. Còn mắm dưa là mắm nêm cà pháo dưa chua. Đó. Vì để cái kéo ở dưới ông coi bảo là hung khí mấy bà. Top top nhà tôi là cái kênh tên là Trang Khàn Mắm Tôm. Tôi vừa like đi cái tự chẳng làm gì cả. Nó bảo tôi là hành động mang tính chất nguy hiểm. Chắc tôi cầm kéo đấy mấy bà. Tôi phải để cái ở dưới tôi phi phi phi. Cá cơm thu. Rồi. Đấy, mắm cá cơm thu. Trời ơi, khách sáng giờ chạy, từ đêm qua giờ Trang ơi, lạp xưởng anh Tommy Lê, phải đợi em qua 30 tháng 4, lúc này chưa gửi qua được anh, nó đang triển khai, kiểm tra, những cái ngày nhạy cảm đó anh, hàng không đi được. Các chị follow kênh Top Top nhà em là Trang Khàn Mắm Tôm nhé. Đó, mắm cá cơm thu này. Em các chị đi em. Em là con người rất là nó sang nó hơi bị xì một tí. Các chị thông cảm nhé. Đó, em cũng lau liếc sạch sẽ rồi em gửi lại cho các chị. Đó. Ngon lành cành đào. Thơm lắm các chị. Này cái mùi cái, em nói các chị nghe, em đi vào Đà Nẵng đó. Em đi vào Đà Nẵng em thấy em đi vào Đà Nẵng em thấy mọi người ấy em đi ăn cái chỗ mà thịt thái ra đấy. Ngon dã man, em đâu biết nó là cái mắm nêm gì đâu. Em không hề biết là cái mắm nêm này. Vâng, anh Tommy Lê đợi em nha. Anh để ý em live stream lạp xưởng sang là anh phi châu cho em liền nha. Tại vì lạp xưởng mỗi lần qua nó như kiểu là đánh canh bạc đấy. Cách đây mà một tuần đó, em lúc mà giờ này tuần trước đấy, là em bị bắt 30 cân lạp xưởng với chị. Bắt 30 cân lạp xưởng. Buôn chứ biết lời không, tháng này là lỗ rồi. Tháng này lỗ 30 cân lạp xưởng. Đấy, đi buôn là vậy đấy các chị. Lời ăn lỗ chịu. Đấy, lời ăn lỗ chịu. Nên là các anh chị bên Mỹ đừng có
tội nghiệp em. Đừng mà cả phí ship với em. Em buôn bán là thứ nhất là em sang đây em bán là để em để em gọi là gì, em đỡ buồn. Em sang bên này buồn lắm. Buồn là vì sao? Con đi học mình thì không biết tiếng Anh, không rành không giọt, các chị hiểu không? Đó. Mà các chị mua mắm nêm, mắm ấy nhá, em có chị nhớ mua 2 hộp mắm cá cơm thu nhé. Mua nêm mua cứ mua một lần mua, cứ mua 2 hộp này cho em. Cứ mua 2 hộp mắm nêm. Đó. Mắm ngon lắm các chị. Tình đồng say thắm luôn các chị. Tình đồng đồng thắm say. Thề nó ngon mà tao nói. Ui giời. Em đâu có biết là em đi Đà Nẵng em vào trong cái chợ gọi là gì, chợ gì? Chợ Hàn à? Chợ gì? Cái chợ gì nổi tiếng Đà Nẵng là gì? Chợ Cồn à? Chợ Hàn hay chợ Cồn mấy chị? Chợ Hàn hay chợ Cồn? À, một hũ là 17 đồng đó chị Ly Cao, hai hũ là 34 đồng. Chợ gì ra? Chợ Hàn à? Chợ Hàn hay chợ Cồn? Đấy các chị biết không? Sang bên này này, lúc vận chuyển ấy bọc vô. Mắm cá cơm chu đấy, hai cái như không giống nhau. Đó biết ngay. Một cái cá cơm thu, một cái mắm dưa. Đó. Khổ lắm các chị. Em cứ lau sạch sẽ lắm, tính em cũng sạch sẽ lắm các chị. Mình làm ăn mà, mình phải tôn trọng khách hàng. Đồng tiền người ta bỏ ra, người ta mua hàng của mình là mình phải cẩn trọng. Cái này xong mà khi nào các chị mua ấy, các chị mua hai hộp một hai hộp một ấy là em sẽ lại zip lốc lại cho các chị mua thợ ủng hộ em nha. Vâng anh, em chăm chỉ anh Tommy Lê ạ. Ở bên này ấy, thực tế là ở Việt Nam em vẫn kinh doanh bình thường, nhưng mà sang đây nó bị buồn một điểm là không phải ai cũng đi chơi với mình đâu các chị. Không phải ai cũng đi chơi mình nha. Ở bên này không phải người ta rảnh người ta đi chơi mình đâu các bạn. Không có ai rảnh mà đi chơi suốt ngày. Mà sang đây mình không có công việc thì mình sẽ bị buồn, mình sẽ tự cảm thấy cơ thể mình nó là một cái chuỗi gọi là cái chuỗi vô dụng ấy. À, chị Ly Cao ơi, em nghĩ là chị nhắn tin luôn cho em, chị chốt đơn rồi chị gieo tiền. Thì em đã gửi mặt nạ ủ môi với khô cá sắc đại, trà bông cá lóc, cá dứa biển, em đã gửi cái đây 3 ngày rồi. Thì là 3 ngày nữa nó sẽ cập bến. 3 ngày nữa sẽ cập bến. Thì chị cứ nhắn tin em, chị chốt rồi chị gieo. Chị gieo xong thì em để đơn đó em chờ, hàng sang tự động em bấm đi. Các chị yên tâm, cái tính em á, cái tính em buôn bán là các chị yên tâm một điểm rồi này. Em là rõ ràng mạch lạc. Đó. Anh theo dõi Trăng rồi lúc còn thì vâng, em cảm ơn anh. Là mọi người biết không, mọi người gieo trước, đợi 2-3 ngày là hàng em sang là tự động nhân viên em ở Việt Nam nó sẽ làm trên hệ thống, nó bấm cái đơn đó ra. Thì là cứ thế bốc hàng chị đi thôi. Đó. Chị cứ yên tâm là thế. Các chị có thể chưa biết nết em, nhưng mà em bán hàng em rạch ròi lắm. Em không thể để cho khách hàng của em mà comment này kia đâu. Ví dụ như hôm rồi em bị một cái đơn hàng của chị khách, rất là đơn hàng lớn luôn, chị mua rất là nhiều, sau đó là cái đơn vị vận chuyển đi, nó bị cuối tuần đi mọi người. Đơn vị vận chuyển nó bị cuối tuần, thế là nó bị giam cái hàng vào cuối tuần. Nó bị hư cá em phải đền. Em đền thôi. Chị bảo thôi không phải đền đâu Trang, buôn bán được bao nhiêu là không chị. Trách nhiệm em sẽ phải đền chị. Mình phải đền cho người ta, vì người ta không có sai, người ta không mắc lỗi. Người ta làm rất đúng với mình, người ta trả tiền đàng hoàng với mình. Thì mình phải đàng hoàng với người ta. Mặc dù người ta thương mình người, nhưng mà mình, tại vì sao nó bị do vận chuyển thì bây giờ mình phải chịu. Mình phải chịu chứ sao giờ. Không sao, lại không có tiền uống bia thôi chứ có gì đâu. Chào bà Trang, tôi đang này mắm nêm chắc bà sắp thèm sắp muốn xỉu rồi đó. Đó, em là rõ ràng lắm, lời ăn lỗ chịu, đi buôn đi bán lời ăn lỗ chịu. Nên đừng có ai bảo rằng là ôi trời ơi sao buôn bán năm nay ế ẩm. Trời các chị ơi, thì lúc các chị đông khách các chị thế nào? Lúc đông khách các bà có than không? Đúng không? Lúc đông khách chúng ta không hề than. Lúc tiền bầm 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 vào túi chúng ta có than không? Không. Không thấy bà nào kêu than gì luôn. Đấy. Em đang chỉ sang được mắm dưa này, mắm dưa này, mắm cá thu này, và mắm cà nha, và mắm nêm không cá. Đó.
nên các anh các chị mua thì ủng hộ em. Đó, may mà chỗ mắm này không phải để tủ lạnh chứ không chắc em chết. À không, chị Ly Cao, em biết chị mua shop mà mua bóp của nhà em nhiều, nhưng ý em bảo là chị cứ nhắn tin cho em rồi chị cứ nhắn vào pay cũng được. Chị hay mua ở, chị mua bóp của em chị nhắn được pay hay chỗ nào thì chị cứ nhắn ở đấy, xong nhân viên em gái em nó sẽ trả lời chốt đơn cho chị, rồi hàng sang là cứ thế là nó ship thôi. Chị yên tâm, nhà em hệ thống nhân viên nó chuyên sự nghiệp professional lắm, chị yên tâm dùm em. Mắm dưa, chị yên tâm dùm em, Perzo Festival. Tiếng Anh thì không có rành đâu. Nhưng mà đấy, các chị đang sang bên này không phải là một không phải là nó sung sướng như ở Việt Nam, nhưng mà lại vui các chị. Thứ nhất là con mình được đi học, con mình nó đi học ở những cái môi trường tốt, đúng không các chị? Cái gì nó cũng có hai mặt. Sang bên đây thì em bán một đơn hàng lãi vài đồng, một món ấy lãi được vài đô, thì mình lấy công làm lời. Mình lấy công làm lời, nhưng mà mình lại được cái là mình có công việc. Mình có công việc thì để mình làm. Mình có công việc mình làm thì mình sẽ mình có công việc mình làm thì mình sẽ không bị nhàm chán, mình sẽ không bị buồn, các chị hiểu không? Thì mình sẽ có thêm cái động lực để mình có thêm cái động lực để mình gọi là gì? Mình không bị cô đơn trên sofa. Đây, đây là móng cà nha mấy chị. Móng cà, đó, đây là móng cà. Đó, các chị chờ em sẽ sang mắm cá linh cho các chị nấu bún mắm. Úi giời ơi, đang thèm bún mắm. Cuộc đời nó đẹp sao và tình yêu nó đẹp sao chị ơi. Đang thèm bún mắm đây. Em chờ mắm cá linh sang em nấu bát bún mắm các chị ạ. Thèm lắm. Trời ơi, chị Trang ơi, chị ăn đâu tối hôm qua chị thấy không? Em ăn quá trời quá đất. Trời ơi, tối hôm qua đi đi The Ring Bia đó các chị. Hôm qua đi The Ring Bia chụp hình trồng tây mà mê con cá dứa nhà em nữa các chị. Khách chụp hình trồng tây mê con cá dứa và con cá lóc nhà em. Trời ơi, ta nói hạnh phúc vui vẻ đó chị ạ. Bán đơn hàng không lời nhiều cũng không sao, nhưng mà được cái có công việc. Chứ không có công việc thì giờ này nằm phơi con sò lông chờ đến giờ con đi học về à. Đúng không các chị? Nó phải có công việc. Con người nó phải có công việc các chị. Mình cứ có công việc là mình mừng rồi các chị ạ. Đấy, tí nữa em về em chiên con cá sặc lên chị ạ. À, chị Trang chị đợi đi. À, tầm mấy hôm nữa em sẽ sang cá sặc 10 con 1 ký. Đó, 10 con 1 ký. Bây giờ đang là 5 con. Bây giờ em sẽ làm cái con nhỏ hơn để nó cá nó khô hơn. Đó, mình phải ngâm ký các chị. Em mà chăm chỉ số 2 thì ít ai số 1 lắm. Em chăm chỉ số 2 ít ai số 1 lắm đấy bà. Úi giời. Chăm chỉ đó chị, rồi mình sẽ có được thành công. Bục cả bao mấy bà. Trời ơi là trời. Đó, đây, móng cà. Tí để đây, tí đi chụp hình. Cắt từng đây hộp này, không biết đến mấy giờ luôn mấy chị ơi. Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao. Dù đàn. Vâng chị, em làm gì kỹ lắm chị. Em siêng năng, cái này em công nhận. Em là một người chăm chỉ đó chị. Đây là mắm gì đây? Mắm cá tôm thu. Rồi, mắm gì đây? Rồi, mắm cá tôm thu luôn. Rồi. Đó. Đó. Các chị mua giúp em nhé, một đơn thì chị mua hai hũ giúp em được không? Để em cho vào xong rồi em ra em zip cấp tệ. Đúng không chị? Hoặc là sau này em sẽ làm một cái sách
xin nó cái kẹt. Em là một con người, người ghét thì rất ghét, người thương thì rất thương, mà người ta ghét mình cũng kệ. Tầm này giải thích cái gì nữa các chị. Chờ anh Tommy Lê tiền đâu mua hột xoàng anh. Cuộc đời em chỉ có cầm hột xoàng ké nhòm nhòm tí thôi. Ở đâu ra một cái hột xoàng mà đi. Mắm cà đó. Đấy, nhìn mà biết hai hai hũ mắm cà. Các chị ơi mua mắm cà đi. Tôm chua ba chân đó. Chị Trang Nguyễn ơi, em chuẩn bị sang tôm đất, mắm tôm đất An Giang, đỉnh của chóp. Em đang sang hàng mắm tôm chua. À quên, mắm con tôm ấy, mắm con tôm chua An Giang. Mà là tôm đất nha. Úi trời ơi, chị ơi, chưa ăn bao giờ à? Rồi chị sẽ thấy. Đợi tối. Đã bảo mắm tép Hà Nội phải đợi qua 30 tháng 4. Nó đang kiểm soát chót mà chị nó có được gì được đâu. Chả nhẽ bà định ăn cái hộp mắm tép của tôi chưa khui luôn đó bà. Mắm cá cơm thu. Em chưa dám khui nha chị. Em đang có gói chả mực. Vâng, 17 đồng một thú chị ạ. 17 đồng một thú chị. Thề luôn, ship cái sang bên này vất vả thật sự. Em là làm liên hệ bà Cần. Xong từ bà Cần em đấy, nó lại cho em cái giới hạn gì kìa. Trời ơi, em có làm gì chúng nó, một cái giới hạn em hoài vậy. Trời ơi, phim like của bạn bị giới hạn với độ tuổi. Có ai làm gì đâu mà độ tuổi bạn ấy. Trời ơi, mấy bà trẻ trâu mà ra khỏi nhà tôi. Cái gì đấy nhỉ? Mắm tôm. Trời ơi, chị Trang, chị đợi em đi. Thề luôn. Cái hũ mắm tép đấy là em gọi là em nghiêng mình. Em nghiêng mình, em tiết kiệm. Mỗi lần mà mình định đi, mình định đi, mình... Dâu ấy chị, là mình thấy cái nó hút mắm tép nên mình gọi là mình chấp hết. Trời ơi, tối hôm qua em ăn ở nhà với chồng em xong, với bạn em xong. Thế là băng đảng của em. Băng đảng của em có chị hiểu không? Hú em có chị hiểu không? Thế là em phi tiếp. Đó, phi tiếp. Đây, mắm cá cơm thu rồi, cũng phải giống nhau lắm đấy mẹ. Em phi tiếp. Thế là chồng em nằm chờ em đến 1:30 sáng em về. Chồng em chờ em 1:30 sáng em về. Em rủ ông ấy không đi. Ông kêu là ông ấy nhậu là ông không đi. Thì em đi. Không chị, trước khi đi nhậu là mình phải đổ bê tông. Mình đổ bê tông. Đấy. Các chị nhớ như này, nó hơi chảy chảy tí nước này. Em cũng phải lau lại. Tính em vậy đó. Tối về mình lại có miếng thịt luộc còn dư hôm qua, mình lại cuốn. Này. Còn mười mấy miếng thịt lợn luộc, miếng rau thơm. Tối mình lại cuốn lên mình ăn. Đâu rồi? Mình chưa khui mà trời ơi. Một thụ mắm dưa. Trời ơi, em luộc thịt, em sẽ hôm nào em sẽ chỉ cho chị cách luộc thịt nha. Các chị luộc thịt này, em chỉ cho chị riêng luộc thịt. Em ấy đen nắng mới hồi. Luộc thịt là phải có kỹ thuật. Thứ nhất, các chị luộc thịt đầu tiên, các chị
phải luộc miếng thịt lớn. Miếng thịt nó rộng cỡ này này, ba dọi cái gì luộc thế này này. Sau đó là các chị, đầu tiên chị cho vào, chị luộc sơ, nước nó sôi rồi các chị lật lại miếng thịt. Lật lại miếng thịt xong là các chị sẽ tắt bếp, đổ cái nước đấy đi, đem miếng thịt dưới vòi sen lạnh. Ai gọi đây? Alo ạ. Alo. Dạ. Chị ơi, dạ. Em gửi tin nhắn cho chị rồi đó, là em lấy những gì em gửi cho chị rồi đó, chị tính tiền cho em đi rồi, cái em nhờ cho em ở đây là nó chuyển khoản cho chị luôn, rồi thứ hai chị gửi cho em. Ok ok, để chị lau cái tay chị bấm nha. Dạ. Ok, để chị bấm. Ok. Là chị em mua, em nếu mà free ship á, là em mua bao nhiêu nhà bao chị, số nhà lượng chị bao chưa nhiêu có phạt free tiền ship thì em mới được free ship chị. Nhà chị chưa có free ship vì chị chưa biết lỗ lãi sao tháng ngày, chưa biết free ship. Ồ, gì hả? Ừ. Ok chị, chị học toán hơi dốt, thông cảm với chị, để chị hết cái tháng ngày chị xem chị lỗ hay chị lời. hôm trước chị đã bị lỗ một đơn mà tổng cộng ngày đấy chị lỗ 3 đơn là mất 47 đồng tiền ship, chị muốn chết. Dạ. Nhá, để chị nhắn nghe. Dạ dạ ok chị, dạ. Bye okay, chị. Ok. Trời ơi. Đang làm mà khách cứ bảo tiền ship thôi, nghe đi chữ tiền. Nghe đến chữ tiền là em phải lao ra, em lau cái tay, em bấm cái đơn tiền cho khách. Trời đây. Cà pháo đây anh Tommy Lê, đây là cà pháo mắm nêm, cà pháo mắm nêm. Hũ cỡ này này, 500 g. Trời ơi, chào chị Tina Giang ô. Chị có thấy cái đĩa thịt luộc nhà em không? Chưa thấy tinh tinh tiền chứ bà. Để em nhắn cho khách cái nha. Chờ tí nhắn cho khách cái nào. Các chị tóc tóc chờ em tí nha. Các chị tóc tóc. À, à. USA Farm Phở Ma Sửa Chép. Quét. Hai lóc lớn 90 đồng. Một dứa baby 42 đồng. Một ký sặc bướm 46 đồng. Một măng vầu, một măng vầu 17 đồng. Trèo kéo khách này mãi. Khách này không hề mua một gói, một thục mắm nêm. Chưa ai mở hàng mắm nêm cho tôi. Các bà, chưa ai mở hàng mắm nêm cho tôi muốn chết đi sống lại. 90 cộng 46 cộng 42 cộng 17 cộng 15 bằng 210 đồng. Baby 42 cộng 42 là 84. 84 đồng. Các chị mà mua hàng các chị nhắn pay nó nhanh lắm. 2 kg cá. Cá sặc bướm. Bốn sáu cộng bốn sáu. Bốn sáu cộng bốn sáu là 92. Phí ship 15 trần 15 đồng. Tổng. Mẹ cái bản phí này hãm ghê.
8492 15. 84 + 92 + 15 bằng 191. 191 đồng. Một mắm cà 17 đồng. Một mắm dưa 17 đồng. Phí ship 15 đồng. 15 đồng. Tổng 16, 17, 17 cộng 17 cộng 16 cộng 15 bằng 65 đồng. 65 đồng. Rồi. Khổ lắm các bà, hơi chậm. Thề luôn, mắm ngon dã man luôn các bà. Đây là món cá cơm thu rồi, xong. Mắm mắm tôm mắm mắm nêm cà pháo là mắm nêm với cà pháo đó anh. Chứ nó giống như quả cà pháo Việt Nam ấy, thì quả cà pháo Việt Nam nó ngon quả cà pháo bên này anh ơi. Tối về mày làm bát cơm thắm tình dân tộc. Rồi mấy con trời ấy chửi em, nó bảo là em là chỉ có ăn mắm với ăn cá thôi. Chứ biết sao bây giờ, nhà bán mắm bán cá thì ăn cái gì nhà bán cho đỡ tốn tiền, đúng không mấy chị? Mắm cá cơm thu, mắm dưa và mắm kè. Tôi chả làm gì mà TikTok nó cứ bảo là phiên like hạn chế. Tôi mặc cái này có bị sao không các bà mà bảo tôi phiên like hạn chế các bà. Tôi làm cái gì mà bảo tôi là phiên like hạn chế trời. Tôi mặc đồ cũng kín cổng cao tường, phiên like hạn chế. Lộn mày thật sự luôn đi bà. Mắm cá cơm thu. Mắm cà chắc rồi. Bực thật luôn đi mọi người. Mắm dưa không trời. Sao hình con cá không trời. Sao có hình con cá không trời. Trời thần thiên địa sao. Tôi nhìn cái hộp này sao cá không vậy trời. Làm gì có dưa. Tôi thấy con cá không à. Thầy luôn nhiều khi mắm dưa cái sao mà hai hộp mắm dưa này nó khác nhau nhỉ, nhìn hai hộp mắm dưa khác nhau mấy bà.
Đi các chị mua mắm dưa mua giùm em 2 hộp được không? Để cho em ship một lần. Cái hộp nhỏ à. Ở bên Top Top nó khó chịu không vậy chị? Các chị chẳng làm gì nó kêu là hạn chế đối tượng người xem, hạn chế đối tượng like. Ai làm gì mà hạn chế hết trời. Ồ, oh. À hình như là cái nick Top Top Trang Trần kia của em là chế độ là phải đóng tiền mới comment được hay sao ấy nhỉ? Nên mọi người đâu có comment được đâu. Đúng không các chị? Có phải mọi ở cái nick em là phải bị đóng tiền mới comment được không? Tại vì em không biết về TikTok không chứ em bấm thế nào ấy, thành ra là làm đâu gọn gàng lên đấy. Alo. Dạ. Chị là Yến đây. Dạ, em nhớ chị có order một chai kem chống nắng, một cái gói miếng. Em có thét cho chị là em đã ship hàng hồi thứ ba. Dạ. Ừ, nhưng mà tới ngày em đi bằng bưu điện phải không? Vâng, em đi bưu điện chị. Em gấp. Ừ, mà tới ngày hôm nay là thứ bảy, tới đây chị mới đi về nhà, chị cũng chưa nhận được. Để em kiểm tra cái đơn hàng chị đang ở đâu nhé chị. Để em kiểm tra. Chị có kiểm Em keep track được phải không? Em keep track cái mặt hàng đó cái đang đi tới đâu phải không? Đúng rồi, em có cái number shipping gì đấy. Để em kiểm tra. Ok. Dạ. Bây giờ em keep track em nói cho chị luôn được không hay là chị phải cúp phone xuống? Chị phải cúp phone mới kiểm tra được chứ. Em đâu kiểm tra được người. Ok, tại vì thường nếu mà em gửi GPS thì trong vòng khoảng từ 3-4 ngày thôi. Mà hôm nay là thứ bảy thì chủ nhật nó sẽ không làm việc. Đấy, bưu điện nó sẽ bó office, nó không làm việc ngày chủ nhật cho nên nó sẽ tới ngày thứ hai. Ok, thì em check lại cho chị nhé. Dạ vâng, ok chị, em giúp liền. Ừ, ok, thank you em. Dạ vâng, okay, bye em. Chị. Dạ. Để kiểm tra đơn hàng 5536. Khách hàng 5536, tin nhắn chị Trang lưu. Rồi, chờ 3 ngày rồi, 5536. 4765536 Phương 4765536 Trông vậy thôi các bác, không có đơn giản đâu. 5536 checking number 1153 5536 chị này, đơn hàng chị này là 5536, chị này là một miếng một kem chống nắng 22, hôm nay là bao nhiêu? 22
trời ơi, cái chicken number vứt đâu rồi trời. Bye bye các chị nha, các chị làm gì làm đi. Để em cúp máy em đi, em check đơn rồi. Bye bye các chị.